Maha Túc hay Chùa Dơi là công trình nghệ thuật kiến trúc tiêu biểu của Phật giáo Nam Tông Khmer và là một trong các ngôi chùa cổ nhất của tỉnh Sóc Trăng, ra đời cách đây khoảng 450 năm. Ngôi chùa cũng là nơi lưu trú của đàn dê quạ, cánh dài cả mét. Chùa Chén Kiểu lại đầy sáng tạo bởi chất liệu trang trí, cùng sự kết hợp nhiều màu sắc. Để hoàn thiện ngôi chùa trong điều kiện nguyên vật liệu khan hiếm, các nghệ nhân là những vị sư người Khmer đã dùng 9.000 cái chén, cái dĩa nguyên vẹn cùng hàng vạn mảnh vỡ sành sứ gắn vào tường để trang trí. Còn chùa Đất Sét ban đầu chỉ là một cái am nhỏ của gia đình họ Ngô, người Việt gốc Hoa, sau đó được vị trụ trì đời thứ tư là ông Ngô Kim Tòng tôn tạo mở rộng. Ông chính là tác giả của gần 2.000 tượng Phật và linh thú bằng đất sét trong ngôi chùa này. Trong đó có hai tác phẩm bằng đất sét đạt kỷ lục Việt Nam. Ngôi chùa còn nổi tiếng vì sở hữu 4 cặp đèn cầy khổng lồ có thể thắp được đến 100 năm.